TV xin chào cả nhà nghe. Chào cả nhà đến video theo của mình. Hôm nay mời cả nhà cùng xem bây giờ đánh đôi nha cả nhà. Xếp bây giờ đánh song tô cả nhà. Giữa cô Trúc với anh Quý tiếp tục là một bộ. Anh Linh với anh Vũ ở Tân Hưng qua giao lưu với kênh mình một bộ. Xếp bây giờ song tô này 100 điểm đồng. Giờ mời cả nhà cùng xem xếp bây giờ đánh song tô với mình nha cả nhà. Cả nhà ok vui vẻ. Nay mình sẽ làm trọng tài cho hai đội nữa vậy. Sắp trong tô này đội nào thắng là tiếp tục giải thưởng 5kg gạo cho thùng miệng nha. Dạ dạ, con quánh liên tục, đúng là mình quánh liên tục. Hai điểm mới lấy nha anh. Hai điểm đầu tiên cho anh Vũ với Linh như vậy. Xếp bây giờ xong tô này là một bỏ hai lấy nha cả nhà. Quánh cho giáp vòng hay được cơ rồi mới tính điểm như vậy. Sugi thì ai có Sugi lớn trong hai đội đó cả nhà là giải thưởng tiếp tục là 100k cả nhà. Giải thưởng không có lớn lao gì cả nhà. Rồi anh Linh với anh Vũ có thắng thì đổ xăng về nhà cũng được nha. Ba nữa năm. Dễ xử lý coi. Hai à phải không bầu? Hai. Ba. Ba. Ô vậy mà mất nghịch. Lấy ra trắng rồi. Lấy ra chút bộ. Ba. Bốn. Dạ trời im ở nhà, màn hình cũng im, ánh sáng đồ cũng im, âm thanh luôn cả nhà. Năm. Sáu. Quá im bồ ơi. Kéo vàng lên bồ cho bồ vàng về bồ ơi. Kéo dài vàng đi. Ba. Thánh thằng ơi. Tiếc quá. Ủa sao nói đâu mà lùi gì vậy. Sơ ghi 6 điểm cho đội của Trúc Anh Quý.
chút về. Ừ, kéo về đủ lắm thì sao rồi mình chạy. Ủa đó chị giậm mạnh nhanh vậy cho nó về luôn đó chứ đâu mà thiếu em mình biết ủa không bỏ chị ơi biết chị ủa da mà đâu có trái nào cũng tính được. Quá hay. Mình thấy gầy cơ khác chứ được không? Ba. Vậy ta cho vài ca trà đá đây vậy? Mấy anh có cà phê gì thêm không? Anh uống gì thêm kêu nghe anh. Uống xong bộ. Bốn. Năm. Coi nồi. Sáu. Bảy. Hơn rồi. Đây này chỉ đúng chấm rồi đi. Đây là chúng rồi là chúng nó chứ được đâu. Ừ. Bảy là 12. Nhà thấy clip mình hay nhớ cho mình một lượt đăng ký nha các nhà, đang nhận những được không thông báo nhất mới nhất của kênh mình các nhà. Còn được like một lượt chia sẻ là mình có động lực ra nhiều video hay hơn nữa cho các nhà xem. Ừ vậy đi bộ. Ô vậy mà chán mình cũng lòn quá luôn ta. Cảm ơn các nhà suốt thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ kênh mình. Chúc cả nhà buổi trưa xem video vui vẻ bên gia đình và người thân và có thật nhiều sức khỏe. Bó tay luôn. Ôi giời. Qua em. Qua em. Hai. Ừ, sát như vậy đó con. Nước nè. Hai là 14. Ừ, đi đi bộ. Ê, qua xe gần em luôn. Thấy rồi. Ừ. Á, dạ. Một. Hai. Bộ ơi.
hai nữa 8. Hai nữa 16. Hay quá, đẹp đúng rồi. Hay. Nữa đó. Hai đến 18. Lòng chịu hay vậy? Chúng để lòng sao giờ tướng lòng thì nó chịu. Học. Chúng ăn luôn. Dạ. Thằng ô trời nó tới nơi rồi. Quậy gì? Thôi nó tới đó mồ sao nó lách qua quyến mồ á. Ê sao nó tới luôn dính ra chứ không phải không dính đâu. Cu lê thì biết còn mà thấy nó còn sơn. Bỏ chúng. Bỏ. Ủa đâu vậy lâu lòng trời. Hey. Ba. Anh Vũ anh nói anh Linh điệu vi đẹp nha. Chứ không lẽ đều trái nậu cũng ngon hết hả? Không phải có lịch trực chứ. Đá không đều. Ê, ê, trời ơi. Tay cưng mấy Vũ ơi. Ê, tay cưng nó chê hết quý ơi. 3 đến 21. Ừ vậy đi bộ. Trời ơi, ừ vậy đi. Ông bộ này mình đưa vô băng mình lấy ra cái bóp à, lấy xong lấy bộ. Làm gì mà bộ kêu, đá lại bộ. Ừ, bộ kêu cu lê là chấp quốc à. Hay.
bộ. Ai nữa mười? Đi ngoài mở nghe quần 21 hả? Ủa bộ quấn gì kiều kiều vậy dạ, ngoài bộ? Ủa giữ bi hay giữ bộ? Tao giữ bi mà thằng ơi vậy. Không được à, ngoài danh sách là bồ. Có điểm. Cái này mình lấy điểm một cái coi bồ. Lấy em bỏ cũng vậy. Mình mới lấy cái bỏ gì bồ, cái này sao mà bỏ được. Hết rồi. Ôi trời ơi. Ừ nữa đi. Thôi là điện thở ra quá vậy rồi thôi. Để cho con trai xéo. Ừ vậy đấy, trời ơi. Có chị đó hả vợ? Em về trong sự nhờ. Dư rồi bộ ơi. U hơi bị dày rồi. Thì bởi vậy nó quấn mỏng rồi sao nó nghe dày nên nó là độc gió nha mẹ. Này. Còn ở xa đó nha. Ba. Bốn. Ừ vậy đi bộ. Bốn mươi 25. Vẫn cho tắt đèn phát thanh luôn Vũ ơi. À tôi hai bộ tôi. Ừ đó hai cái vậy thì làm gì nhau đá thấy không bộ? Ừ. Đá thì đá nè. Đá thì đá rồi ai sợ ai. Làm sao cho em bắt lửa lại kìa. Chứ rồi bộ ơi. Đem thêm xô nước qua dập thêm cái nữa. Ôi trời. Bắt lửa. Đó, bộ bắt, bộ muốn bắt, bộ bắt đi. Lửa củi vào mấy cái chạy. Ba cái thép mà nãy giờ đưa vô cái xích đầu hết rồi. Chưa à, bộ chưa là đừng nói ta chưa bắt nhịp thôi. Ừ vậy đi. Bây giờ ba phải để cho mình kiếm ăn chứ ai để đạn cho mình hoài đâu bộ. Tự bơi đi chứ. Ừ trời ơi đó bồ ơi. Ờ trời phải bơi mới được. Không lắm rồi.
kia. Ừ. Ba. Kéo đi bọn. Bốn. Ui đâu mạnh dữ vậy trời. Đó là nhẹ hết lóc rồi đó. Mạnh gì? Tính gì? Đó là nhẹ hết lóc rồi. Trời ơi tôi tính ra tập đi xuống cho vậy đâu ai rồi đó. Đã nhẹ hết lóc mà nhẹ đâu nữa mà ra. Ừ. Năm. Mà cái đó là tôi nhẹ của tôi đó mà. Sợ. Ta bộ muốn xuống vô con thầm rồi nè. Hai đường luôn chơi. Ừ mấy đường mấy cương biết mình chút được coi. Ừ. Chị đi bộ. Sáu rồi 16. Sáu bộ. Ba cũng lòn lại chứ không lẽ là chúng. Nó. Đúng rồi bộ ơi. Hey. Không nhiều chúng ta series 7 rồi ta. Ê, đi đâu bộ? Có đúng. Ba. Còn ở xa cái vậy? Cái đó là thả cho xí nữa là nó ấy luôn. Đi bộ. Ba này 28. Tới chị á. Tới chị kìa. Ủa tới chị chứ không phải tới cưng hả? Em mới kéo có hai băng về còn rồi. Quá vậy? Đó đưa về cho cưng tới đó luôn đó. Ừ bộ. Ừ. Này. Này móc đất rồi. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín.
Mời. Mời nữa, 38. Rồi. CD 10 nha. CD 10. Ê, qua cái nữa không liều. Quá em trái khó nữa đó. Phải lại còn cái bộ ơi, chứ bộ tỷ giờ chưa lại còn. Không giờ gà đó bà. Cái này mở ra chút cho bộ chút ai. Trời ơi, chị sử dụng thiệt chiêu quá. Hai. Ba. Ừ vậy đi. Ngày nữa. Thôi đều. Đã bộ rồi. Thôi rồi. Ủa đâu rồi, sâu dữ hả bay? Đó là đã cắn sâu. Ba đến 21. Chơi đó mình cũng thấy thôi đi nha. Hai. Ba. Năm. Sáu. Sau khi 10 điểm mà anh Linh với anh Vũ đang nắm nha cả nhà. Bảy. Bảy nữa 45. 45 21 hả? 21. Đi rồi ơi. Hai.
con dậu. Ba. Ở lại chút cỏ thôi. Bốn. Năm. Sáu. Ở nhà chút bộ ơi. Ủa em một 6 này 27. Nằm đó. Đang lên nữa còn uống không? Lầu phá thế. Tao tôi bộ quy mới các bạn. Nào. Nào. Thôi vàng ơi, chạy gà đó bộ ơi. Ừ. Hay. Chị đi điêu. Hay không? Hay không? Anh quyết giáp đúng không? Hay hay. Hay nữa rồi. Không vô gà bộ ơi, không có ngay đâu. Hai. Đá bộ. Rồi né đá. Né đá. Đâu mà. Né đá này còn bắt các bạn. Không. Ba. Ba. Rồi. Thấy nó né hết được rồi. Đâu được không? Bộ quấn băng đi bộ. Băng lấy cái gì? Hỏi tới bà, tới bà Chô á. Ai? Hỏi sao chị Chô á hả? Hỏi Chô. Cũng không biết tưởng đâu tôi hỏi cho nói chung. Đi về cũng bốn cá rồi luôn. Bốn lại phải không bộ? Bốn bốn. Cái này chịu quêu luôn. Dính rồi bồ ơi, dính rồi. Dính rồi. 5. Rồi nó bồ. Ừ. Đi bồ. Đi ừ. Bồ cứ quýnh vậy đi. Cái này để đi tôi vớt cái rồi chút rồi. 6 điểm chị ơi. Ủa dài dữ rồi bồ ơi. Ủa trời. Ôi. 6 bồ. 6. 6 bà bà. Ủa trời đó uổng quá. Cái đó sổ nó dậm dậy sao mà nó dậy vậy. 3 4 5 hai điểm. Rồi nó điểm cho. 2 nó 47. Ê hở ra bồ đừng có sát. Thôi đi con. Ừ. 1. Vậy đi. Vậy đi có gì. Vậy đi bộ. Đẹp đó. 1
để chị lo. Để chị lo chứ đừng cứ ngồi đó đi. Mình không được rồi, quýnh đường này đi. Cưng được thôi, đừng có sợ, không có gì làm chị khó hết trơn á. Nó hey. Đừng có lo. Ừ, phải lấy phê chùi chùi vậy. Ba. Bốn. Cho nó qua đây chút đi, cần cưng đo băng cho nó dễ. Thở ra chút bụng. Năm. Về gà không đều. Về gà không bộ. Ê chịu em không? Ô. Sáu. Thở ra chút bồ. Ôi trời ơi. Bồ ơi bồ. Sáu nghỉ hoài không bồ. Sáu nữa 39. Ủa gì đó trời ơi trái đó nó ngon bồ bồ. Hay quá. Một. Ờ, sát vô cái này bồ, vậy đi. Qua được cái 6 đó. Qua được cái 6 đó là ok đó. Qua được cái 6 là cả 10 lên đó. Hey. Ba. Vậy nó nằm dưới không bồ? Bốn. Uống heo ơi. Dậm gần dậm với đó chúng mà nói là về vào gà. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Dặm nữa, phải dặm rồi luôn đó. Quá em. Chín. Được rồi. Đi ha cưng hả? Chín nữa 56. Rồi. Đâu quá bê xuống sát đi trời. Ừ hey. Trời ơi, vậy đi bồ, đặng cho bồ lên, bí lên cho bồ. Quá đẹp. Ba. Ba nữa 42. Có đổi giờ đổi cho mình đổi bi cái nhảy đổi được.
đẹp. Một. Quá vội. Hey. Ba. Bốn, bỏ chúng rồi nha. Năm. Vừa đá lại. Năm đến 61. Nhà tới giao lưu với kênh mình có nói nghe nha. Bên thẻ cộng đồng mình có để địa chỉ và khung giờ giao lưu nghe nha. Nhà bấm vào trang cá nhân mình, vuốt về bên phải nghe nha. Có chữ để chữ cộng đồng đó. Ở nhà bấm vuốt xuống là có để địa chỉ đó, đó bên đó một đó cả nhà. Chị nữa đó hả? Ê, hỏi ra rồi, hỏi ra là kéo một. Khung giờ giao lưu từ 9 giờ tới 12 giờ trưa hàng ngày nha. Địa chỉ ấp A, xã Phú Cường, huyện Tân Nông, tỉnh Đồng Tháp. Cả nhà đi trên đường gần tới thì tới chợ Phú Cường hỏi mình tên Pháp nha cả nhà. Và bà con bà sẽ chỉ cả nhà. Trời ơi, sợ dư. Sút. Sách pizza xong tô này đồng 100 điểm nha. Điểm số bây giờ là 61. Cho anh Vũ với anh Linh. Cô Trúc với anh Quý 42 nha. Con nữa cố giỡn rồi. Tàm ơi, 61 à. Đừng nói chuyện gì một. Cái này mình làm gì mình chặt nói rồi. Ê, qua xe rồi em. Đây nữa rồi chị ơi. Em đi đàn chị hoài. Để mình đây vô bún mạnh hả? Sao vô bộ? Vậy. Vậy mới dính hả trời? Chưa để coi thử đây, thử này. Chưa biết chạy đường nào luôn nữa mà. Quánh đó là bắt ngược bên đây nè. Qua đó bắt đảo mà, cũng đảo. Cô ha phải không? Đi động cho tôi biết cô hộ. Tôi tưởng đâu bộ kêu tôi đường gì. Ôi trời. Tôi tưởng đâu bộ kêu tôi sáng tác đường gì không hả? Ai ngờ tôi tính cưa mà ngủ. Ồ cười cái đó mà nó dính mờ mờ đó chớ luôn đó. Một. Ồ cũng chưa sao cái này. Cái này giờ một lấy mình theo điểm luôn.
Hey. Quá đẹp quá. Bốn. Giờ gà rồi. Tám. Sáu. Bảy. Lại. Bảy nữa là 68. Quá tròn rồi, nó bị dán. Này đi bộ mình lấy điểm cái đi bộ. Ôi ổn trời. Giờ đó bây giờ bây giờ, giờ đó. Bí hoài trời. Dương miếng hả bộ. Đá lại cái bộ. Ừ về về diễn cái coi. Ừ. Ổn. Ừ trời ơi rồi mình có phong độ rồi đó bồ ơi. Uống cho anh quá đẹp. Uống cho anh quá đẹp. Hai. Hai. Ba. Đó là cái rồi à. Bốn. Năm. Sáu. Trời ơi vô dậu nó cũng lấy nó phê ra. Rồi qua cơn rồi đó bồ ơi. Bảy. Qua cơn sáu rồi bạn ơi. Sáu rồi. Muốn trúng băng là lấy cơn bù một. Một.
thằng mua chế đó luôn. Xong rồi lấy cái phê tí nữa nó đi lộn luôn kìa. Ê hey. Mới qua được đốt hả? Qua được cái đốt rồi. Thằng cái đó là quấn ẩu á. Ừ. Thằng cái đó chị đều qua nó qua là lấy cái đó. Qua ở đâu nó ủ hay lộn mình ủ hết chứ. Mình đều đều cái là thấy nó phê nhiều quá lỡ nó lộn. 3 nó 7 1. Qua điểm rồi. Qua chị ơi. Này. Chị về đó rồi. Chưa bỏ hả? À. Số 3 nữa rồi. Chưa bỏ hả? À. Ba. Em xin lỗi anh bắt tay anh. Xin lỗi cả nhà luôn kìa Quý. Quý. Xin lỗi cả nhà luôn kìa. Em xin lỗi cả nhà. 4. Nó phơi gì kỳ nó đảo các bạn. Đúng rồi. Bởi vậy ngoài sách vở chị đâu có dám nói đâu. Chị thấy cái đường ngoài sách vở dữ lắm rồi. Kéo luôn rồi. Ôi trời ơi, thì cũng nói là giàu luôn rồi mụ ơi. 4 với 53. Đúng cái bì vậy đó mà lên con không nổi nữa. Ủa nha. Cái đó dạ, khó mà. Học dấu rồi. Vô nhà vô lại. Vô lại. Một. Nói chứ bị vừa đầu nha cả nhà. Quá trời. Bị vàng quá. Dạ bị vàng anh. Vũ với Linh chế vàng cả nhà ơi. Một chút với anh Quý cho trắng. Một. Hai. Bảy mươi, năm mươi. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Đấy không? Vậy là ngon lắm mà. Vậy là quá êm rồi.
8. Chín. Chín nữa 80. Hey. Em nữa. Ê thôi nè đều ba bốn về luôn không bộ ừ năm Trời ơi, mồ ơi, mồ. Tám nữa, 61. Này, ai quýnh trước rồi anh Quý? Mà nãy cơ, mà nãy ai quýnh trước rồi? Dạ. 81. Đúng rồi. Hay không? Giá giáp là không? Ba. Ba. Ba nữa 83. Chị hả? Thì ta quýnh thả nó hơi đó nó hơi bị mạnh. Anh Vũ hỏi giờ của cô còn giật không? Dạ hết giật luôn. Anh quánh đó. Vậy mới được là bộ ủa tôi tính điều nhẹ dữ cái gì đó chứ bộ tôi đâu có thiếu chiến đâu chà ngủ quá xíu cho lộn luôn vô đỏ chị ơi đỏ hà trắng trắng hà vàng nó qua nữa mà bộ vàng kém mở đâu chắc anh tính là được rồi
mà cho chắc cái trái đỏ chạy về vòng nữa. Kêu ừ. Kêu cho đỏ rồi. Chạy về trên đây rồi chạy xuống đó rồi chạy ngược trở lại. Dặn đi. Nó bộ tôi giữ lại đó cho bộ còn kêu tôi cho chứ kia chạy 80 vòng à. Hai. Đó. Ừ vậy đi bộ. Ba. Ngay mẹ ngay nữa. Mẹ ngay nữa. Trái còn ngay vậy. Cái thiệt nữa. Chú lê chị, chị chú lê hay mà. Không mình giặt ở đây nè. Mấy chú lê này này. Bốn. Rồi để chị uống đi. Đừng có nghinh mồ chị. Mồ lỡ tay. Cuộc đời rồi lòn cái đó là cái như mình thấy mờ mờ rồi đó bộ ơi. Một ngay không bộ chạy lên ngay cái ra bộ ơi. Thế này thua là bên tại anh Quý nha cả nhà. Không có tại anh Quý, tại cả hai. Anh lúc lắp giò nè. Cũng lắp giò nhau mà phát báo phân biệt gì nữa nha. Bộ ai nó lo nữa. Không đúng. Chị ai cân ai cân hả? Hai phong Dũng. Hai điểm à. Hai nữa 85. Ta chưa có ăn mình đâu. Xếp. Mình nhiêu rồi mình 65 nữa hả? Ta còn 15 mình còn 35 hả? Chưa ăn đâu. Mình nào tới đủ 100 điểm mới ăn. Anh Út có coi được clip này nhớ gì không anh Út? Bà nói hỏi ăn cái gì không? Bà nói bộ ai nó lo đó anh Út ơi. Anh Út lắp vợ. Sắp xếp thời gian sớm nhất lên giao lưu với kênh em tiếp nha anh Út. Hai. Đi đi điều. Anh Út giờ bắt đội nào anh Út? Để lại cho em một bình luận nha anh Út. Ba. Bốn. Quá xe cà lem. Năm. Tán mạnh mạnh táo táo về đi bồ. Đó. Ở ra tí. Ừ. Ừ trời ơi cứu em chén vậy mới được bồ. Mấy hai bồ? Sáu. Sáu hả? Sáu này qua cơ 20 không? Bảy. Đó bồ. Ừ trời tám. Ơi ê hở ra chút bộ rồi sát vô kéo dư bồ hở ra chút bồ. Ừ tám hả? Chỉ được cái món này à. Rồi liệu cơ này có phá sự ghi mừng của anh Vũ Vinh Linh không cả nhà? Chút này còn nữa đó. Mời. Rồi. Thì lắm phá lắm. Phá lắm. Thôi để thôi để không thôi về vô bộ. Ừ vậy đó. Điện đồng thì mỗi bên 50k đổ xăng về vậy.
rồi xuôi luôn. Ôi ôi ơi, ơi. Hấp dẫn quá nhỉ. Giờ cơ hội là 64 nha cả nhà. Bên anh Vũ Vinh Linh là 60% thắng. Bánh vàng đi bộ, chắc cú đi bộ. Bánh vàng đi chắc cú đây. Anh Quý Dương của chút là 40% nha cả nhà. Ừ vậy đi bộ. Bóp. Rồi rồi rồi. Học thua rồi, thua thế thích thua cao lắm. Đúng rồi đó, còn 5 năm. Đúng rồi đó rồi, còn 5 năm chứ đâu lớn 5 năm. Học tỷ số bây giờ là phần trăm thắng là nó vô luôn trời. Ê ô mình chặt hai cái đó là mình tiêu rồi, hai đó là có lẽ là không được mình chặt lại rồi. Ba xong hai được hai cái đó là chị muốn chặt là xong, uổng tham quá. Bốn ừ, qua xe cà lem bên kia đi cho người ta cũng còn vài cơ nữa coi. Ừ anh Vũ anh Linh ấy, không có cho cơ nào nữa chứ làm sao mà không còn được, phải còn chứ. mấy anh Vũ qua bốn. Bốn. Này ai quấn trước ta? Thì bốn nó ghi đi, ta tiếng rồi. Bốn không? Ừ. Ừ phải hạ vậy mới được bộ 78-89 cái này. Rồi 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 ơi thua uổng quá, cơ hội hà bên mình cũng ổn lắm đó chứ mà tao chặt mấy giấy xong uổng quá uổng. Ừ vậy đi qua xe là em coi. Ủa chị à sao bằng vậy? Ê, nổi không bộ? Rồi, không nổi hả bộ?
Đường 6 về bên kia á, vì sao ông quấn bằng này nó dễ trúng hơn nè. Ừ. Mà tại vì ở này mình móc ốc phê nó hơi yếu. Sơ ghi này kết thúc luôn rồi, đẹp luôn đó. Có đó mà. Đúng rồi. Cái cân nó bò ơi. Vậy. Bên cô Trúc với anh Quý còn 22 nữa nha. Anh Vũ với Linh còn 11. Ê trời ơi, gượt theo em không kịp đó rồi bộ ơi. Hey. Ba. Bốn. Trời khó khó lắm. Cái bị nằm thế gầy gầy không nên đâu có dễ gì cho mình học được. Quá hay. Năm. Tự mình phát cái lực suy nghĩ mình luôn. 11 còn 1 chẳng đó. Cái lực đủ luôn rồi. 6. Bảy. Rồi. Tôi ghi chắc là sáng suốt rồi. Quá đẹp. Chưa đẹp lắm đâu. Chưa đẹp lắm à. Để lại ký ăn nữa là đẹp thôi. Tám. Thế này cũng chưa. Tám là còn ba cái nhà. Chín. Chúng cái này là 10-10 luôn á. Chúng cái này là đủ 10-10. Chúng cái này thì có đủ tiền là chắc rồi đó. Chính là còn hai cái nhà. Còn anh ơi. Giật không? Thôi mình còn gắn 10 cái nhà. 9 nữa là 98. Còn hai. Chứ bây giờ. Chứ cho đó thôi kéo nặng ký đi bộ. Ừ vậy đi bộ. Cô Trúc với anh Quý đi cơ sơ ghi 22 là mình thưởng nóng thêm 500 nữa nha. Đừng có nói mình nha. Làm động lực cho bên anh Quý cô Trúc. Hai. Mình đâu có lộn được đâu hở đâu. Mình hứa cái nhà lúc nào uy tín đặt lên hàng đầu nha. Cái đó mẹ tới vậy nó mới dính nổi chứ không mấy lần nó chết mất. Mình còn có ăn đó bồn. Hay quá anh Quý. Không mà cũng phải ghi chứ. Hai nữa 80. Ủa. Một là con một. Đủ rồi đã nói đủ rồi, chắc rồi.
Rồi kết thúc trận đấu cả nhà. Rồi kết thúc chương trình đây. Hôm nay chúc cô chú nhiều sức khỏe nha. Rồi chúc anh trai nhiều sức khỏe nha. Đây đó. Có tay với anh Linh, chúc anh Linh nhiều sức khỏe nha. Rồi đủ đủ nhiều sức khỏe. Hôm nay là cái xe này phong độ của anh Quý chơi không cái cảm giác biên cả nhà. Chúc Quý nhiều sức khỏe nha. Rồi sẽ bây giờ này anh Linh với anh Vũ ở tăng qua giao lưu với kênh Bình Thắng cả nhà. Được sư ghi 10 điểm luôn cái nhà, mà lấy giải thưởng 100k luôn cái nhà, giải thưởng là thắng trận là 5 kg gạo với thùng mì, tiếp đó mình đi tặng cho những hoàn cảnh nghèo, những hoàn cảnh khó khăn. Tiếp đó mình ra 6 hoặc 7 giờ chiều hàng ngày cái nhà. Và bây giờ cho Tem Pháp TV mình kết thúc clip tại đây nha, bye bye cái nhà, hẹn cái nhà lúc sau, bye bye.